Xin chào các bạn, hôm nay thì mình đang có mặt tại siêu thị tranh Amia 211 Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội. Thì hiện tại như trong video các bạn đang thấy là một bộ tranh chữ Phúc Lộc Thọ. Về ý nghĩa thì chắc là không cần nói nhiều với các bạn nữa, thì treo những cái bức tranh chữ này trong gia đình thì cũng là để gia chủ muốn có nguyện ước rằng là gia đình sẽ luôn gặp nhiều phúc này, nhiều lộc này, và sức khỏe của mọi người đều khỏe mạnh đó. Thì cái bức tranh như các bạn đang nhìn thấy đây này được làm từ chất liệu là vải canvas các bạn nhé, và được bo khung ở bên ngoài nên là trông rất là đẹp. Nhìn xa thì tưởng như là một cái bức tranh thêu, nhưng mà thực ra thì nó được in trên vải canvas tại siêu thị tranh Amia. Amia thì được biết đến là một đơn vị sản xuất những dòng tranh canvas như các bạn đang nhìn thấy đây, và ở phía mặt sau của nó thì thường cái dòng tranh canvas là cái dòng tranh mà được làm từ vải canvas ấy, và được căng khung ra. Mà cái loại vải canvas này là cái loại vải mà chuyên dùng cho cái dòng tranh vẽ sơn dầu hoặc là in ấn hội họa đó. Thì với cái kỹ thuật in canvas và dán ở trên một cái tấm phong mic đằng sau này, đây mình sẽ cho các bạn có thể nhìn ra một cái tấm tranh đằng sau như thế này, và được bo khung như thế này thì rất là đẹp các bạn. Và đây, treo lại một cái tấm tranh được bo khung như này thì các bạn hoàn toàn có thể treo ở trong căn phòng khách của gia đình mình đó. Thì các bạn có thể trang trí tại phòng khách hoặc bất cứ không gian nào mà các bạn yêu thích để phù hợp. Thì cái khổ tranh như này các bạn có thể nhìn thấy khổ tranh như này, nó đang là khổ tranh nhỏ 30 x 30. Thì một bộ như này nó rơi vào tầm độ 350-400. Thì các bạn hoàn toàn có thể đến siêu thị tranh Amia Hà Nội tại 211 Vũ Thông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội, hoặc là có thể gọi cho Amia theo số là 0916225866 để được đặt mua cái bộ tranh như này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem cái video giới thiệu về cái bộ tranh chữ Phúc Lộc Thọ của Amia. Xin chào các bạn.